Ba người dân ở huyện miền núi Ba Tơ lên tỉnh Gia Lai làm thuê, có bắt côn trùng lạ để ăn nên bị ngộ độc, làm một người chết, hai người được cấp cứu kịp thời. Qua vụ việc này, cảnh báo người dân không nên dùng côn trùng lạ làm thức ăn. Người đàn ông bị ngộ độc chết do ăn côn trùng ở thôn Mang Đăng, xã Ba Vì, huyện Ba Tơ. Hai người khác cùng quê cũng bị ngộ độc nhưng được cứu sống. Ăn ở đây là bố, còn kia là thế. Mình ăn 5 con. Còn đó mình thấy đã bung. Đã bung xong thì em xuống suối, em xuống miền. Xuống miền cũng đang lắm, thầy đang ăn cơm, xong ăn cơm ăn không được rồi. Bị ói được. Côn trùng mà các nạn nhân ăn được xác định là sâu ban miêu. Độc tố của sâu ban miêu là chất cantharidin rất độc, gây hủy hoại các nội tạng cơ thể, từ dạ dày, ruột cho đến gan, thận, máu. Tùy vào số lượng ăn nhiều hay ít sẽ gây ra mức độ ngộ độc khác nhau. Người tử vong là do ăn nhiều côn trùng này. Sử dụng côn trùng làm thức ăn có từ lâu, khá phổ biến ở vùng miền núi. Điều kiện ở trên rừng trên núi, ít tiếp xúc với các thông tin truyền thông để mà hiểu biết về các loại động thực vật có tính độc cao. Ngành chức năng khuyến cáo người dân không nên ăn các loại nhộng, ấu trùng, côn trùng lạ. Trong trường hợp sau khi ăn có biểu hiện triệu chứng khác thường như mệt mỏi, choáng váng, buồn nôn, mẩn ngứa, đau bụng, rối loạn tiêu hóa, cần đến ngay các cơ sở y tế để được điều trị kịp thời.